Vâng, mến chào quý vị. Hôm nay cái cây si cổ này của chú Thực lên lộc đỏ chót, rất là đẹp, nên tôi phải quay lại cho quý vị và các bạn ngắm thưởng thức. Quý vị và các bạn có thể thấy lá đỏ chót luôn. Đấy. Tác phẩm si cổ. Bác nào mà có thích cây si này thì alo cho chú Thực. Số điện thoại của chú là 0968230868. 0968230868. Một cây si cổ phải nói là già, đẹp. Hóa chất luôn. Này nó ra nhiều lộc đỏ thế rồi. Tôi quay rất là kỹ để cho quý vị xem cái ngắm cái cây si này nhá. Đây. Si cổ, một cái si cổ, si thân dây đấy. Đúng chuẩn luôn ạ. Si này mới là dạng si cổ. Si thân dây. Nó không phải là si kiểu dạng thi si nạc. Đây mặt đằng sau này. Đấy, bác nào kết cây si này thì điện thoại cho ông chủ 0968230868. 0968230868. Vâng, cây si thân dây. Mặt sau này đẹp hơn mặt trước. Đấy, mời quý vị ngắm mặt sau. Mặt sau này đẹp hơn mặt trước rất nhiều. Đúng không quý vị? Đấy. Búp đỏ nhá, đỏ au. Đây. Đây. Bị ngắm là biết. 0968230868. Chú Thực